nó xịt cho nó xanh, nó đâu có trái, nó phải khàn khàn vậy nó mới có trái. Thì mình vô gò để hai cà pháo nha con chị. Thì hôm nay ba cái hung quế nó bự quá bự á, thì mình không có hái, thì bữa nay mình thu hoạch hung quế xong thì nay mình bắt đầu hái nha. Chiều qua mình vô sớm mình hái cũng 4-5 bờ vậy nè, từ trên đó xuống đây là cũng được 9 ký mấy rồi. Thì bữa nay bắt đầu vô hái tiếp nha, tầm 4-5 ngày hái tiếp. Này trái nó nhiều rồi, giờ hôm nay nó nằm trong hung quế mình không có xịt thuốc gì hết con vị. Mấy trái đó bứt hết luôn đi, cỡ bự 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 lửng đó, bứt hết đi. Còn mấy trái nào mà nó nhỏ như trên ngay ngón tay ra đừng có bứt nó. Chừa lại chuyến sau ghi lẹ chứ có gì đâu, là cứ đè bấm như hai ớt sao được. Đi nó tới một tầng nữa. Tầng đâu, năm bữa là mấy trái này, mấy trái lửng kia bự hết đó mà. Tại xịt thuốc rải phân cho bộ hổm này đâu có xịt thuốc rải phân. Chiều nó xịt thuốc thì xử lý nó ok hết. Đây là kêu cà pháo trắng giòn nha mọi người. Mấy cây là cũng được mới. Nó xịt cho nó xanh, nó đâu có trái. Nó phải khàn khàn vậy nó mới có trái. Giống này nếu xịt thuốc rải phân nó ra tàn, không non, không có trái. Có cái cây này cao phả đầu á, ăn 7 tháng mà này chưa gì là ba tháng rồi. 5 tháng. Bình viên trái cà thơm, chào bá cà ngon lành kìa. Bình nó dưới gốc đó thấy không, ngay tàn mấy vết đất đó. Còn bên đây ngay cái cây trước mạng trái chào bá nữa kìa. Con chị nè, trái nè, trắng mịt trài dưới đây nha con chị, tại nó nằm núp lùm trong á. Tại cái này là cà này là chỉ có mình con trồng chứ ai trồng đâu, với ông trong láng trồng rồi á. Tại cái này là cà chớn mà dịch bợ để lên cho bợ để lên nó lên vậy là thấy rồi, chứ đâu có phải dịch kiểu như ớt sao thấy được. Nó ngồi ngay góc bợ lên vậy hai ba bên vậy rồi lùm. Nó như vậy thấy không? Dạch lên vậy á, ngồi xuống cứ khum nó đau lưng chết. Ngồi xuống là người ta dạch lên, người ta bụp nó quất nó. Đó, thấy không? Mấy trái dài với sâu vậy dục đi, dục hết. Không phải cứ lụm mấy cái trái vậy đó. Cái này thì tầm 5 ngày. Đầu rung. Để cái mình giật ngựa lên á, chứ đâu phải giật chỗ kia. Nè con chị, hôm nay bỏ nè. Nè, trái mặt trời mặt đất là một cái mấy chục trái này. Nó không phải thấy còn cả đống đúng không? Mấy trái vàng bỏ nè. Để tự động nó nằm trong góc luôn đi. Dạ không. Bỏ luôn rồi, mua cho nấy luôn. Cây đó còn nhiều lắm không vậy? Tại mấy trái vàng này không ấy chứ, tới đem về tới làm giống được chứ bộ, đặng cứ cái hộp cậu. Tại đằng kia nó rụng lên mặt trời kìa. Mấy cái cây sâu này dục hết, nó có sâu gì dục hết chứ đừng có lấy vô mất công gì lựa dơ. Tại thấy vậy chứ đâu phải vậy, đau lưng lắm đó. Đau lưng sao luôn. Mà cái này mày cũng có mối bỏ rồi hả? Có chứ. Đó, trong nhà bán cái đầu tí rồi. Lấy gì ăn đi bán gì? Lấy một cái mua giùm. Dẫn hỏi ai mà tôi quên vụ trong này có mua trời. Đã qua nhậu gõ nhắc rồi nữa ha. Nó cả gì là hái nha mọi người. Nói chung này là hôm nay mình cũng không có xịt thuốc xịt men gì, hiện nay bắt đầu mình hái xong mình bắt đầu xịt. Mọi người thấy không? Thấy không?
Đây là cà pháo trắng giò. Thì mọi người có trồng cà pháo trắng giò này liên hệ bạn Quỳnh Thị Tinh nha. Bạn Quỳnh Thị Tinh chuyên cung cấp hạt giống cà pháo trắng giò như vậy nha cô chú chị. Mệt rồi. Cho bỏ đây lên vậy nè, mệt trời dưới đây nè. Dở cao lên vậy á. Chứ ngồi thấp xuống, đừng có đứng vậy đâu có thấy đâu. Ngồi để xuống bẻ ngang qua bên vậy nó, nhưng bởi vậy đó, quơ vậy là không lượm là bên. Dở qua dở lại vậy đó. Chứ nó đâu có hết đâu, tại mình nhìn mắt thường không thấy. Nghe tới dục đường vậy. Mấy cái trái đó tại mình về mình lùi mình gọt ra mình chẻ nữa mình ngâm được, còn bán lái thì cái trái nào ngon đó mới được. Đó, mà ở trong cũng có nữa đó già. Mình dạch lên chứ để nó già ổn chứ không có gì. Nó cà lưng lưng con tay nó lụm hết. Chứ để nó già bỏ ổn chứ không có làm gì. Rồi thì nói chung bây giờ mình cũng tạm thời kết thúc video tại đây nha cũng vậy, đừng mình hái nha cũng vậy.